Tôi xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi và luôn ủng hộ các cơ sở thương mại đã đồng hành cùng đài truyền hình IBC TV. Sau đây xin trở lại với chương trình tin tức là bản tin Phó Tổng thống Argentina bị tuyên án tù vì tham nhũng. Phó Tổng thống Argentina Cristina Fernández de Kirchner hôm thứ Ba đã tố cáo rằng bản án 6 năm tù vì cáo buộc tham nhũng đối với bà cho thấy một tư pháp mafia đang hoạt động ở quốc gia Nam Mỹ này. Một tòa án Argentina đã kết án bà Fernández de Kirchner 6 năm tù giam và tước quyền giữ chức vụ công của bà trong một vụ án tham nhũng cấp cao hôm thứ Ba. Bà gợi ý, mặc dù không nói thẳng ra, rằng bà sẽ kháng cáo phán quyết, đồng thời nói thêm rằng tác động thực sự sẽ đến từ việc bị loại khỏi chức vụ dân cử. Bà nói, vào năm 2023, tôi sẽ không còn là ứng cử viên cho bất cứ điều gì. Tôi sẽ không còn có đặc quyền nữa. Và cho biết thêm rằng bà sẽ từ chức khi nhiệm kỳ chính phủ hiện tại kết thúc vào tháng 12 năm sau. Tên của tôi sẽ không có trong bất kỳ lá phiếu nào. Vị phó tổng thống đầy quyền lực, người có quyền miễn trừ tạm thời do vai trò hiện tại của mình, sẽ không phải đối mặt với án tù ngay lập tức và dự kiến sẽ kháng cáo bản án. Trong một vụ có thể sẽ mất nhiều năm để chuyển qua các tòa án cấp cao hơn. Về mặt kỹ thuật, bà có thể tranh cử trong khi các kháng cáo đang chờ giải quyết, nhưng bà đã nói hôm thứ Ba rằng bà sẽ không là ứng cử viên cho bất cứ vị trí nào trong cuộc tổng tuyển cử vào năm tới. Tổng thống Hoa Kỳ ca ngợi khoản đầu tư của TSMC của Đài Loan rót vào Hoa Kỳ. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã tới thăm nhà máy bán dẫn mới TSMC của nhà máy sản xuất chip Đài Loan tại Phoenix, Arizona, ca ngợi khoản đầu tư lớn của công ty này vào tiểu bang Hoa Kỳ. Ông Biden và những người khác, bao gồm CEO của những khách hàng lớn của TSMC là công ty sản xuất chip bán dẫn Đài Loan, tham dự lễ khai trương cơ sở mới trị giá 12 tỷ Mỹ Kim tại vùng đất khô cằn ở phía bắc của Phoenix. Trong bài phát biểu, Tổng thống Biden ca ngợi kế hoạch của TSMC trong việc xây dựng nhà máy sản xuất chip thứ hai ở tiểu bang này, tăng gấp 3 lần khoản đầu tư, ban đầu lên 40 tỷ Mỹ Kim. Khoản đầu tư nước ngoài của công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan, nhà sản xuất hợp đồng chip lớn nhất thế giới, là một trong những khoản đầu tư lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Cơ sở chế tạo chip đầu tiên hay là Pháp sẽ đi vào hoạt động năm 2024, trong khi cơ sở thứ hai gần đó sản xuất chip tiên tiến nhất, được gọi là chip 3 nanomet vào năm 2026. Theo lời giám đốc điều hành của TSMC, hai nhà máy này sẽ tạo ra khoảng 13.000 công ăn việc làm được trả lương cao, với 4.500 việc làm thuộc TSMC, phần còn lại do những nhà cung cấp chịu trách nhiệm. Apple Inc., Nvidia Corporation và Advanced Micro Devices Inc. đều là những khách hàng lớn của TSMC cho biết họ hy vọng chip của họ được sản xuất tại nhà máy mới ở Arizona. Tổng thống Biden đã tìm cách thúc đẩy sản xuất chất bán dẫn sau khi đại dịch gây ra vấn đề chuỗi cung ứng dẫn tới tình trạng thiếu chip cho xe hơi lẫn nhiều mặt hàng công nghệ khác. Mỹ trở thành trung tâm châu Âu của nạn buôn người Việt Nam. Một báo cáo của Trung tâm Di cư Liên bang Mỹ vừa công bố vào hôm thứ Tư, ngày 8 tháng 12 cho biết, nạn buôn người nói chung và đặc biệt là buôn người từ Việt Nam sang châu Âu đã gia tăng trong thập niên qua, và những kẻ buôn người này càng hoạt động tích cực ở Mỹ, khiến nước này trở thành trung tâm của châu Âu của các đường dây buôn người từ Việt Nam. Theo báo cáo của Trung tâm Di cư Liên bang Mỹ Miria, từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 5 năm 2020, trong số 335 người Việt Nam được đưa lậu vào châu Âu, thì có gần 60% đã đi qua các điểm trú tạm ở Mỹ và Pháp trước khi đến Vương quốc Anh. Tờ Politico dẫn lời chuyên gia Steph Jansen, nhà nghiên cứu về nạn buôn người tại Miria, cho biết do vị trí địa lý gần với Pháp và Anh, Mỹ trở thành trung tâm quan trọng của các mạng lưới buôn lậu người Việt Nam. Báo cáo cũng tiết lộ rằng 28 nạn nhân của nạn buôn người trong các vụ trầm trọng bao gồm việc nhắm mục tiêu vào trẻ vị thành niên và sử dụng bạo lực hoặc đe dọa, đã được ghi danh tham gia một chương trình tư vấn ở Mỹ vào năm ngoái. Trong đó có 23 người là người Việt. Đây là con số cao thứ hai trong vòng 10 năm qua. Nhà khoa học Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng của Hiệp hội Hàng không Hoàng gia Anh, nhà khoa học trẻ tiến sĩ Nguyễn Huyền Đức đã trở thành nhà khoa học Việt Nam đầu tiên được Hiệp hội Hàng không Hoàng gia Anh vinh danh với giải thưởng thành tựu gương mặt trẻ Young Person Achievement Award vào năm 2022.
Tiến sĩ Nguyễn Huyền Đức là nhà khoa học duy nhất nhận giải thưởng của tổ chức này năm nay dành cho người dưới 30 tuổi. Ngoài ra có 9 nhà khoa học trẻ khác được trao những giải thưởng thấp hơn. Đây là một trong những giải thưởng lâu đời và uy tín của cộng đồng hàng không toàn cầu, tôn vinh cá nhân tập thể với thành tựu phát minh xuất sắc trong ngành hàng không thế giới. Phát biểu trong lễ trao giải năm 2022 ở London, chủ tịch của tổ chức là ông Peter Rao đã nói những giải thưởng của Hiệp hội ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của giám đốc điều hành và lãnh đạo cấp cao hàng năm cho tương lai của ngành hàng không trong lĩnh vực kỹ thuật, bay quốc phòng, đào tạo, nghiên cứu và giáo dục. Ông Peter Rao nói thêm, thành tích của những người đoạt giải cá nhân năm nay thể hiện sự cam kết đổi mới liên tục của họ hướng tới khả năng xuất sắc trong lĩnh vực hàng không và vũ trụ toàn cầu. Trong tương lai, tiến sĩ Đức dự định sẽ tiếp tục nghiên cứu góp phần cải thiện vấn đề liên quan tới môi trường, biến đổi khí hậu của ngành hàng không. Elon Musk mất danh hiệu người giàu nhất thế giới trong chốc lát. Chủ sở hữu Twitter và cũng là chủ của hãng Tesla, tỷ phú Elon Musk hôm ngày 7 tháng 12 đã mất danh hiệu người giàu nhất thế giới trong chốc lát, theo tờ Forbes. Sau khi giá trị cổ phần của ông trong công ty sản xuất ô tô điện giảm mạnh và sau khi ông rót 44 tỷ đô la mua lại công ty truyền thông xã hội Twitter, ông Bernard Arnault, tổng giám đốc của LVMH, công ty mẹ của thương hiệu xa xỉ Louis Vuitton, và gia đình ông đã giành danh hiệu người giàu nhất thế giới trong một thời gian ngắn và sau đó đã trở lại vị trí thứ nhì với khối tài sản cá nhân trị giá 185,3 tỷ đô. Theo tờ Forbes, ông Musk, người giữ vị trí hàng đầu trong danh sách của Forbes kể từ tháng 9 năm 2021, có tài sản ròng trị giá 185,7 tỷ đô. Ông Musk đã soán ngôi của người sáng lập Amazon.com là tỷ phú Jeff Bezos. Cổ phiếu của Tesla đã mất hơn 47% giá trị kể từ khi ông Musk đưa ra đề nghị mua lại Twitter vào đầu năm nay, đã giảm 2,7%. Giá trị tài sản ròng của ông Musk sụt xuống dưới mức 200 tỷ đô la trước đó vào ngày 8 tháng 11 khi các nhà đầu tư bán phá giá cổ phiếu của Tesla vì lo ngại tổng giám đốc điều hành hàng đầu và cổ đông lớn nhất của nhà sản xuất xe điện giá trị nhất thế giới đang bận tâm hơn đến Twitter. Tesla đã mất gần một nửa giá trị thị trường và giá trị tài sản ròng của ông Musk đã giảm khoảng 70 tỷ đô kể từ khi ông mua Twitter vào tháng 4. Ông Musk đã chốt thỏa thuận mua Twitter vào tháng 10. Thưa quý vị, và bản tin vừa qua cũng kết thúc chương trình tin tức tổng hợp trưa nay của đài IBC với phần trình bày của sứ ngôn viên Linh Trình và Thuyết Nha. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm đón xem và ủng hộ. Cảm ơn những cơ sở kinh doanh thương mại đã đồng hành bảo trợ cho đài. Chúng tôi xin chúc quý vị khán giả một ngày thật vô lượng an lạc.